Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy nhanh xây dựng khu công nghiệp để thu hút đầu tư. Người khuyết tật với nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cộng đồng kiến tạo không gian xanh ở xã Đình Dù. Xã Thọ Vinh nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành thông báo tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết số 334-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023, kế hoạch số 795 ngày 2 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023, khai mạc lúc 8 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023, thứ Tư, tại hội trường số 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã quý tư năm 2023 bằng hình thức trực tuyến đến gần 90 điểm cầu trên 5.000 đảng viên trong Đảng bộ tham dự. Giờ sinh hoạt với chuyên đề công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023 và nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Năm 2023, thị xã đã chỉ đạo lực lượng vũ trang các cơ quan ban ngành đoàn thể và các xã phường quán triệt nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 7 xã phường, diễn tập quốc phòng an ninh, 5 phòng ngành và diễn tập khu vực phòng thủ thị xã đảm bảo kế hoạch chất lượng, an toàn tuyệt đối. Trong năm, thị xã tuyển chọn và gọi 190 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công khai, minh bạch, công bằng các bước trong tuyển quân. Trong tháng 11 năm 2023, các xã phường đã thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự với 632 trên 691 thanh niên đến khám. Thị xã có trên 20 nam công dân viết đơn tình nguyện. Sáng nay, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên đã khai trương điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cộng đồng 18 tháng 4, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động. Tại đây trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp thủ công mỹ nghệ hóa mỹ phẩm của các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nổi bật như các sản phẩm cam bưởi của huyện Quai Châu, kim động, long nhãn, hạt sen của thành phố Hưng Yên, đấm Việt Tú, hóa mỹ phẩm hoa lan và một số sản phẩm OCOP nổi bật của Hải Dương, Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm được trưng bày và bán tại điểm phải được niêm yết giá đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc theo quy định hiện hành. Buổi hôm nay khai trương đã có 25 các công ty đã đưa các cái sản phẩm về để giới thiệu tại điểm bán hàng tại công ty. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ phấn đấu có đến 100 các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ gửi các sản phẩm để giới thiệu và bán. Đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 252 sản phẩm OCOP đã được công nhận, trong đó có 46 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm được tiêu thụ trong một bộ phận người tiêu dùng chưa được bày bán rộng rãi trên thị trường. Do đó, việc thành lập các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nhịp cầu nối người sản xuất với người tiêu dùng, vừa tạo tính liên kết giữa các địa phương, giúp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trước đây muốn tìm mua một sản phẩm OCOP thì mình thấy khó khăn, bối rối và cũng chưa biết tìm ở đâu. Nhưng khi mà có cửa hàng này, mình cảm thấy rằng đây là một địa điểm rất là tiện lợi. Ở đây trưng bày mẫu mã thì đa dạng và nguồn gốc xuất xứ thì tin cậy. Chưa có những chương trình như thế này thì nói chung là chỉ chợ và rồi nói chung là chỉ có bà con truyền miệng, chưa có thể để rộng rãi trên cộng đồng được. Những người cần mua không biết chỗ nào để mà mua. Có chương trình như thế này, sản phẩm tôi làm ra
sẽ được lan rộng trên thị trường. Đây cũng là điểm để tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng cao, giá đúng với nhà sản xuất. Đây là một trong 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP do Sở Công Thương Hưng Yên hỗ trợ triển khai trên địa bàn thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ, Văn Lâm nhằm mục tiêu giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại, qua đó góp phần phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Qua 10 tháng của năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam gần 26 tỷ đô la Mỹ. Dự báo làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam sẽ còn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới. Tỉnh Hưng Yên có nhiều khu công nghiệp mới đang được đầu tư hạ tầng với diện tích đất sạch đã giải phóng mặt bằng lớn, sẽ là một lợi thế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Từ nhiều tháng nay, khu công nghiệp sạch VTK do doanh nghiệp Hàn Quốc làm chủ đầu tư tại tỉnh Hưng Yên vẫn luôn duy trì làm ca cả ngày lẫn đêm. Kết quả thi công được chủ đầu tư cập nhật hàng ngày, hàng tuần tới các doanh nghiệp thứ cấp đã đăng ký và đầu tư. Được khởi công từ cuối năm 2022, có quy mô trên 140 ha. Đến nay, chủ đầu tư đã đạt hơn 64% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, vượt tiến độ đề ra. Dù còn 7 tháng nữa mới đến mốc thời gian hoàn thành, nhưng 30% diện tích của khu đã được các doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký thuê đất đầu tư. 한국에서는 khu công nghiệp sạch VTK của chúng tôi được Tập đoàn Công nghệ về Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc là công ty mẹ hỗ trợ công tác marketing, quảng bá từ các nhà đầu tư tại Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó, tháng 10 vừa qua, công ty chúng tôi có những buổi xúc tiến đón làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thời gian gần đây, được sự hỗ trợ của Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã có buổi tiếp đón đoàn các doanh nghiệp tới thăm tại dự án khu công nghiệp, công tác thu hút dự án đầu tư rất tốt. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên có 17 khu công nghiệp với diện tích gần 4.500 ha. Định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.500 ha. Điểm cộng từ các khu công nghiệp ở tỉnh Hưng Yên, đa số đều là các khu mới đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, có nhiều quỹ đất sạch đã hoàn thiện hạ tầng để doanh nghiệp sẵn sàng vào đầu tư. Mặt khác, do được quy hoạch phát triển sau nên các khu công nghiệp này đều tận dụng được nhiều ưu thế về hạ tầng giao thông vô cùng tiện lợi, bám dọc theo các trục giao thông lớn của tỉnh Hưng Yên, thuận lợi vận chuyển hàng hóa đi liên vùng và ra các cảng biển nước sâu, ra sân bay. Lợi thế của các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên thì thứ nhất là phải xác định là cái vị trí địa lý. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng là vị trí địa lý của các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên so với các khu rất giáp thủ đô Hà Nội và có giáp các cái trục đường vành đai, và so với các tỉnh lân cận thì nhất là về vị trí địa lý là về cái hệ thống giao thông hướng ngoại, giao thông của các khu nghiệp của tỉnh Yên là rất thuận lợi để cho các nhà đầu tư. Ngay kể cả cái việc mà sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài khi vào đầu tư vào khu nghiệp thì quan tâm đến cái nhà ở và cái nhà ở chuyên gia, thì Hưng Yên thì có một số những cái khu đô thị, ví dụ như là khu Eco Park hoặc là khu Ocean Park 2, thì những cái khu đấy thì với cái diện tích rất là lớn, khoảng trên 1.000 hecta thì có thể đáp ứng đảm bảo với cái điều kiện ăn ở sinh hoạt cho các chuyên gia, người lao động. Cùng với những lợi thế ở trên, theo nhiều doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chú trọng đào tạo nguồn lao động tay nghề cao phục vụ nhu cầu doanh nghiệp. Giải quyết tốt hơn nữa hai vấn đề trên, chắc chắn thu hút vốn đầu tư vào tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, những người khuyết tật không phải là gánh nặng của xã hội, họ vẫn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho đời. Đó là những thông điệp được truyền đi từ nhiều người khuyết tật đang nỗ lực vượt lên chính mình để tỏa sáng, để chiến thắng số phận và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, xã hội. Phóng sự nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12. Với người bình thường, theo học hết phổ thông rồi bước tới đại học đã là một sự cố gắng, thì đối với những người khiếm thị như em Nguyễn Xuân Quảng, sinh năm 2004, ở xã Nhân La, huyện Kim Động, bị mắc căn bệnh glaucoma bẩm sinh, đây là một sự phi thường. Hiện em đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn em bị mắc căn bệnh glaucoma bẩm sinh. Bản thân Quảng đã trải qua nhiều năm điều trị, nhưng khi học đến lớp 7 thì em không thể nhìn thấy ánh sáng. Dù khiếm khuyết đôi mắt, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng với ý chí em đã vươn lên từ bóng tối để chinh phục những đỉnh cao tri thức. Em nghĩ là khi mà mình không nhìn thấy gì nữa thì mình không thể làm được cái gì, nhưng mà gia đình em cho em đi sinh hoạt ở hội người mù và đi học lại đi rồi các bạn ấy sẽ giúp, thì lúc đấy em đã rất là cố gắng để có thể học chữ nổi với cả máy tính. Em cũng có một lời chia sẻ với các bạn là các bạn hãy cứ theo ước mơ của mình và đừng nghĩ là mình không thể làm được, hãy cứ làm nếu mình có thể. Đến ngày nay thì cháu cũng đã lên chương trình đại học, gia đình là cảm thấy là rất là phấn khởi và cũng yên tâm về cuộc sống của cháu, là cháu đã có cơ hội học hành thì sau này cháu cũng sẽ có cơ hội để có việc làm và có thể tự lo cho bản thân. Không phải đối diện với bóng tối, nhưng câu chuyện về cuộc đời của thầy giáo Phạm Văn Hưng ở xã Đình Cao, huyện Phù Cử cũng mang đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Sinh ra không có bàn tay phải, thầy giáo Phạm Văn Hưng đã vươn lên từ bàn tay khuyết tật, nỗ lực học tập, hạnh phúc luôn mỉm cười với những người biết phấn đấu vươn lên. Năm 2002, thầy đỗ vào trường đại học sư phạm Hà Nội 2. Hiện thầy đang dạy bộ môn vật lý tại trường trung học phổ thông Phù Cử, huyện Phù Cử. Mình cũng rất là muốn những bạn mà có hoàn cảnh giống như mình tự nỗ lực phấn đấu, khắc phục những cái khó khăn của bản thân, không được phép chùn bước. Chúng ta phải vượt qua như vậy thì chúng ta mới biết cách khẳng định mình này, rồi sau này chúng ta sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Mỗi người là một câu chuyện cảm động khác nhau về hoàn cảnh, nhưng điều chung nhất, trong họ luôn khao khát được hòa nhập với xã hội, tự tin khẳng định mình. Chúng ta không có quyền lựa chọn cách mình được sinh ra, nhưng có quyền lựa chọn cách mình sẽ sống. Em Nguyễn Xuân Quảng và thầy giáo Phạm Văn Hưng chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương người khuyết tật tại tỉnh ta đang vượt khó vươn lên, nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho mọi người. Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp xã thời gian qua, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân hiểu và hình thành thói quen nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Phòng làm việc của bộ phận một cửa xã Thọ Vinh những ngày cuối năm 2023, chủ yếu công dân là người cao tuổi đến thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong năm 2024. Những công dân này đều đã có tài khoản dịch vụ công trực tuyến, nhưng do không có thiết bị như máy tính hay điện thoại thông minh nên đến trực tiếp bộ phận một cửa để được các công chức ở đây hỗ trợ thực hiện. Còn lại, những công dân trẻ tuổi đến làm thủ tục hành chính thời điểm này đều được hướng dẫn cách tự thao tác thực hiện thủ tục trên điện thoại. Việc hướng dẫn công dân tuy có mất thời gian hơn, nhưng những lần sau công dân sẽ tự thực hiện được mà không cần đến làm trực tiếp. Tuổi cao rồi, điện thoại với trên máy tính là chúng tôi không hiểu. Có công việc gì ở trong này là tôi nhờ cán bộ ở trong này giúp thôi. Khi được các cô hướng dẫn thì tôi thấy nó rất là đơn giản và có thể tự làm ở nhà được. Lần sau tôi làm thủ tục thì không cần phải đến đây nữa. Khi mà công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, tôi đều là hướng dẫn công dân là thực hiện theo các bước, đảm bảo được cái thời gian đúng hạn. Thời gian qua, xã Thọ Vinh đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức linh hoạt, kiên trì tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và làm quen với việc sử dụng. Đồng thời, thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến nhà từng hộ dân để hỗ trợ đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn các thao tác thực hiện các thủ tục hành chính. Nhờ đó, xã Thọ Vinh hiện là đơn vị dẫn đầu của huyện Kim Động về tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến với gần 3.600 hồ sơ từ đầu năm đến nay. Để dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân thì cần cả quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, sự nỗ lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sẽ góp phần thay đổi thói quen của người dân xây dựng chính quyền điện tử. Thưa quý vị và các bạn, xác định dù huyện Văn Lâm đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, song địa phương này vẫn giữ được cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp với điểm nhấn là hệ thống ao hồ và cây xanh ở khu dân cư.
Có được không gian sống trong lành đó là nhờ sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư chung sức đồng lòng trồng và chăm sóc cây xanh. Bất kỳ ai đến xã Đình Dù đều có ấn tượng với hệ thống ao hồ được cải tạo sạch đẹp và những hàng cây xanh rợp bóng mát ở dọc đường trung tâm xã. Năm 2020, khi thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đình Dù có chủ trương hình thành các hàng cây quân dân với mục đích tạo không gian sống xanh ở khu dân cư. Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư kinh phí trồng 250 cây bàng Đài Loan và cây hoa ban, cộng với ông Đỗ Văn Tiệp, người con quê hương đang công tác tại Hà Nội, ủng hộ 100 cây hoa ban để trồng dọc các tuyến đường từ thôn Ngải Dương đến thôn Đình Dù. Trên địa bàn xã có 5 thôn, thì thực tế là đã 3 thôn đã phát triển hàng cây là đầy đủ, nhất là thôn Thị Trung và thôn Đình Dù và thôn Ngải Dương. Thế còn tới đây tiếp tục sẽ phát triển là duy trì trồng tiếp hàng cây bên thôn Sơn Lôi và dưới ấp Đồng Xá để đảm bảo được sinh thái xanh sạch đẹp. Sau hơn 3 năm, hàng trăm cây xanh này đều sinh trưởng tốt, vừa tạo bóng mát tại các con đường, khu dân cư, vừa điều hòa môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan. Nhận thấy những lợi ích của cây xanh mang lại, hàng ngày, nhiều người dân tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các hàng cây và khu vực ao hồ. Chi hội nông dân các thôn phân công hội viên thường xuyên cắt tỉa cành sâu héo, đảm bảo những hàng cây luôn xanh tốt và đẹp mắt. Có được những cảnh quan như này thì chúng tôi đã rất tích cực hưởng ứng các phong trào như là nhặt cỏ, chăm sóc hàng cây rồi cắt tỉa định kỳ 3 tháng một lần. Chúng tôi vận động cái quỹ tiền để mua cái phân bón để chăm sóc cho cây nó lên được tươi tốt như hiện nay. Các con đường, khu dân cư được bao phủ bởi cây xanh quanh năm xanh tốt là điều kiện lý tưởng cho người dân có nơi dạo bộ, đạp xe, ngắm cảnh, thư giãn và hưởng thụ môi trường trong lành, thoáng mát. Người dân trong xã Đình Dù thấy rõ lợi ích từ cây xanh mang lại. Hàng ngày tôi ra đây ngắm cảnh và thấy mát mẻ. Tôi rất hài lòng về quê hương tôi mà tôi đi rất nhiều nơi cũng không có cảnh quan nào đẹp như quê hương tôi. Đô thị hóa, mở rộng khu dân cư nhưng không san lấp ao hồ, đồng thời biết tận dụng các khoảng đất trống để trồng cây xanh điều hòa môi trường, sinh thái. Đó là cách làm hay mà xã Đình Dù, địa phương thứ hai của huyện Văn Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, đã thực hiện thành công. Chùa Cả An Tảo tên là Hương Khánh Tự được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012. Chùa tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo, khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Chùa nằm trong 40 điểm của quần thể phố Hiến, được xây dựng thời kỳ Hậu Lê. Chùa có nhiều thành tích trong cuộc cách mạng tháng 8, là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử của địa phương. Hàng năm, cứ đến ngày 10 tháng Giêng, người dân mở lễ hội tế đấu vật, đấu quyền, đấu gậy, hát chèo vui chơi. Trải qua thời gian chùa xuống cấp, nhiều hạng mục nhà chùa được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm và nhân dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 12, tại khu công nghiệp Thăng Long 2, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kết hợp song song với ứng phó sự cố hóa chất môi trường. Tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực trạm ga LPG của công ty. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàn cắt, sửa chữa khung giá đỡ, đường ống ga tại khu vực bên ngoài hàng rào trạm ga đối diện nhà máy TVN3. Cùng thời điểm này, tại bộ phận điều chế xảy ra sự cố đổ can hóa chất do di chuyển phòng cháy, nắp thùng bị bật dẫn đến hóa chất đổ ra nền đường và chảy xuống rãnh nước mưa gần đó. Ngay sau khi nhận được thông tin có cháy, đội phòng cháy chữa cháy của trạm ga nhanh chóng ngắt điện tại khu vực trạm ga, lập tức lấy bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Huy động sự hỗ trợ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ sở tập trung lực lượng các bộ phận tiến hành chữa cháy bằng vòi phun nước và hướng dẫn thoát nạn, nhanh chóng hướng dẫn mọi người đến nơi tập kết an toàn, hỗ trợ người bị thương. Song song với đó, tại khu vực xảy ra sự cố hóa chất, một công nhân đã tiến hành lấy vật liệu hấp thụ ngăn chặn dòng chảy lan ra các khu vực lân cận. Đội ứng phó sự cố hóa chất tiến hành thu gom chất thải và nước thải có lẫn hóa chất, kiểm tra hiện trạng môi trường sau sự cố. Kết quả môi trường đã hoàn nguyên về trạng thái bình thường.
Thông qua buổi diễn tập thì chúng tôi học được rất là nhiều các cái kiến thức, các cái kỹ năng, tình huống bất ngờ xảy ra thì phải luôn luôn bình tĩnh, tự tin này, khéo léo này để ứng phó một cách nhanh nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Tất cả các cái bước ứng phó từ cái bước có sự cố cho đến khi mà hoàn thành sự cố và khắc phục được môi trường để bảo vệ được môi trường một cách là tốt nhất. Với sự phối kết hợp của các lực lượng, chiến thuật chữa cháy hiệu quả, đám cháy và sự cố hóa chất đã được dập tắt và xử lý hoàn toàn sau một thời gian ngắn. Tất cả mọi người trong công ty đều đã được an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 11, tình hình vận chuyển thực phẩm không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu gia tăng. Các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý 6 vụ vi phạm vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, xử phạt hàng chục triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không đảm bảo như 1.400 kg thịt lợn, 600 kg mỡ lợn và 50 kg da gà. Hiện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đang tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm để chỉ đạo các sở ngành đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để mạnh công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng thời điểm cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.